Độc lạ người đàn ông xăm trổ mang bầu, tưởng bụng bia, ai ngờ là bụng bầu chuẩn hàng riêu. Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ đi đứng khó khăn với chiếc bụng to cùng dòng caption rằng: bụng chồng tôi bầu 7 tháng rồi nè, làm nhiều người bật cười vì tưởng đó là câu nói của chị vợ trêu đùa do bụng bia của chồng quá to. Tuy nhiên, sau khi video viral với hàng triệu view, cùng với đó là nhiều lời thắc mắc, cô vợ đã lên tiếng đính chính đó là bụng bầu 100%, chuẩn hàng riêu chứ không phải bụng bia. Được biết, hai vợ chồng trước đây trong cộng đồng LGBT, tuy nhiên chàng trai đã chuyển giới sang nữ và ngược lại cô gái đã chuyển giới sang nam. Nhờ có các phương pháp công nghệ cao ở Thái Lan nên hai người đã chuyển đổi giới tính và ông chồng có thể mang bầu một cách dễ dàng. Nhiều bạn comment hỏi tôi là xài app hả nên cái bụng bự ra. Thì nay tôi đính chính không phải xài app nha mấy má, mà là chồng con mang bầu thiệt. Chồng con mang bầu thay con. Còn hỏi vì sao mà chồng tôi mang bầu được, thì tôi đã gửi nòng nọc của tôi ở bên Thái hồi 10 năm trước, trước khi mà tôi chuyển giới rồi. Thì hai vợ chồng chỉ qua Thái làm IVF nữa thôi là ổng mang bầu rồi đó mấy bà. Nè, nhìn cái bụng coi cưng lắm, thương lắm. Cảm ơn anh đã mang bầu thai em. Cái chân cẳng của ổng mấy bà biết ha, là xăm chỗ từ dưới lên trên, xăm full lưng, full người, full hết trơn, hết chọi luôn. Mà bây giờ mang bầu á, thì cái hình xăm ở cái bụng bầu của ổng nó giãn, nó bự ra, tội nghiệp lắm. Đó, nè, để hình xăm chân mấy bà. Từ video quay lại cho thấy người đàn ông xăm trổ đầy người, khi nhìn qua ai cũng nghĩ anh chàng 100% trai thẳng. Tuy nhiên thực chất người này đã đổi giới tính sang nữ và đang mang bầu một bé trai được 7 tháng. Những đoạn clip cùng dòng tâm sự của hai vợ chồng khi đăng tải lên mạng xã hội đã làm nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác, thậm chí là nhức nhức cái đầu vì trường hợp này của hai anh chị nó lạ lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!